Buổi trưa ngày hôm nay thì em sẽ lên một loạt những cái mã số, những cái đơn hàng rất đẹp để cho cả nhà sưu tầm. Đấy. Số điện thoại thì em có để trên video. Anh em nào có nhu cầu cái mã số nào thì anh em cứ gọi điện cho em nhé, gọi điện để sưu tầm. Đó. Em sẽ đi vào cái đơn hàng đầu tiên. Đó là bán cái dòng huyết hạc. Huyết hạc rất VIP nha, giò này rất VIP này. Anh em nào có nhu cầu. Này thì cái cây thân già của nó là dài khoảng 1,5 m á. Đấy, thì em có hai cái mầm gốc như thế này. Rất dài như thế này nhá. Đơn hàng đầu tiên đó là huyết hạc. Em bán với giá là 800. Anh em nào có nhu cầu thì chốt nhá. Bốn mã số 46 này. 800. Đấy, cây đang phát triển lực lắm. Đây anh em nhìn thân lá này, đang mở lá rất đẹp như thế này nha. Đó, huyết hạc. Anh em nhìn thân là anh em biết thôi. Mã số 46 800 này. Rồi cũng là huyết hạc. Thì em có mấy cái đơn nhỏ nhỏ để cho cả nhà sưu tầm. Em có mấy khúc mà cắt khúc ương kỳ đấy. Cả nhà nhìn cái bộ rễ này. Đấy, ương kỳ bộ rễ nó như thế này đây. Đó, đây. Đây là một khúc nha. Một khúc này. Với hai khúc. Hai khúc bên này được một kỳ này nữa này. Vậy là hai kỳ. Em bán với giá là 100 nhá. 100. Đấy. Đây, cái mã số. Cái này em không lên mã số. 100 cho hai khúc này. Rồi tiếp. Một đơn nữa. Đây cũng rễ ra đẹp không cả nhà. Đấy, rất đẹp nha. Đây là được một kỳ to kỳ nhỏ này, với thêm một cái kỳ này nữa này. Đấy, có hai đơn hàng là 100 thôi, huyết hạc. Cái này về anh em trồng thì năm nay có kỳ ra hoa, bởi vì là cắt khúc ương kỳ tự nhiên, bộ rễ ra rất đẹp như thế này rồi. Đấy, 100 nhá. Rồi, em chuyển sang đợt vừa qua thì em có nhập được một ít hàng thanh lý, cho nên là bán giá nó cũng rẻ cho anh em. Đó là cát, đơn cát bảo ghi. Đây trồng này cho ăn ăn chay này cả nhà này, không có phân bón gì hết, cho ăn nắng mưa 100% thì cây nó sẽ rất khỏe, về rắc một ít phân vào dưới gốc này thôi thì cây phát triển tốt. Cái đơn hàng này thì nó có đặc biệt là được hai cái nụ. Thường thường thì cứ một chậu như này có nụ thì em bán 200 đấy. Đấy, nhưng hôm nay hàng thanh lý cho nên hai chậu này mầm gốc cũng đang lên rồi, mã số 53, bán với giá 200 luôn cả nhà nhé. Cũng bảo nghi hai chậu này nó đều hơn. Đấy, nhưng mà nó chưa có nụ. Không sao đâu, về cứ treo lên một thời gian, mầm nó lên này thì nó sẽ ra nụ nhá. Bởi vì trồng cát thì anh em cứ trồng ấm chậu rồi lên mầm tới đâu nó ra hoa tới đó, có thể chơi hoa quanh năm. Đấy, mã số 13 với giá là 200. Đấy. Rồi, tiếp ngọc điểm thái. Ngọc điểm thái những cái size như thế này, ba cây như thế này, nó ba màu sắc khác nhau anh em nhá. Mã số 100 bán 200.000 thôi. 200. Riêng ngọc điểm thì em còn. Thì trước mắt là em sẽ chọn những cái đơn hàng to ba thân như thế này với giá là 200. Rồi nay mai em chọn hết những cây to, cây nhỏ hơn thì em sẽ giảm, em sẽ gộp thêm chậu vào. Đấy, cho nên là giá nó sẽ thay đổi anh em nhé. Đấy, 200. Rồi, em có một cái chậu hài về nữ. Về nữ thì mặt bông như thế này đây anh em này, lâu tàn nhá. Mà hoa trông nó cũng rất có vẻ là hầm hố đấy cả nhà. Và có một cái đơn rất đặc biệt, đang có nụ này. Hôm trước là nở bông rồi. Đấy, tàn rồi nhá. Đang có nụ này, chậu này nó nhiều thân lắm. Đấy, đây nha, rất nhiều thân. Mã số 45 nhá. Mã số 45 thì bán với giá 200.000. Đấy, có một đơn đó thôi. Đấy. Rồi tiếp, sơn thủy tiên thì em có cái giò to đùng này. Sơn thủy tiên ấm chậu rồi, đẹp, mầm đang lên, xòe ra như thế này này. Đấy. Mã số 44 bán với giá là 200.000. 200.000. Rồi, tiếp có một chậu dưa linh trắng. Dưa linh trắng thì anh em biết rồi. Để nhà em lâu lắm rồi em không bán dòng này. Cái cây thân tơ này đang lên, nó dài khoảng 20 cm rồi đấy cả nhà. Nó có thêm một cái mầm này. Tiếp mầm gốc đang đẻ. Cây ấm chậu rất đẹp. Mã số 44, 200.000 luôn nhá. Đó. Rồi, tiếp hài thì em có một cái chậu hài rốt lai với hài đuổi. Rất nhiều thân. Đây này, chi chít này em không có đếm đâu cả nhà. Đấy, cái này thì hôm trước bán 600 đấy cả nhà. 600. Thì bây giờ còn mấy chậu thôi, em giảm giá đấy cả nhà. Bán với giá là 450 nhá. 450 cho mã số 77. Này về anh em thay chậu làm giò to đùng 77. Rồi tiếp, hài thì có hài hồng, bản lá rất to này. Cái chậu hài này nó nhiều thân nhá anh em nhá. Nhiều thân, đẹp. Về thì trồng chậu như thế này anh em cứ để như thế này thôi, không cần thay chậu đâu. Cái này nó vừa mới ra hai bông hoa này, tàn rồi. Mã số 14, 180 nhé cả nhà, 180. Rồi, tiếp, cát thì em có cái loại bạch ngọc. Bạch ngọc
mặt bông anh em đang xem đấy, mã số 18 đang có nụ nhá, đang có nụ bạch ngọc thì bông lâu tàn lắm, cánh cứng và khuôn bông đẹp. À, mã số 18 bán với giá là 200, mã số 18 200, rồi cũng bạch ngọc và cái mèo này thì được ba nụ ở trong nhá. Đấy, cây rất khỏe nhá. Mã số 90 cũng 200 này, 200 nhá. Rồi em chuyển tiếp sang cái loại này, đó là vua cương sơn đây nha, vua cương sơn. Vua cương sơn hàng này thì không có hàng bán đâu cả nhà. Mã số 59 rất tiểu thân nhá, đang có nụ này. Chậu vua cương sơn bán 250 nhá, bông rất đẹp. Đấy, 250 vua cương sơn. Rồi em lên tiếp một chậu nữa, cũng là vua cương sơn. Ở trong này được hai bông này. Đấy. À, mã số 90 cũng 250. Đấy. Rồi, em có tiếp một cái loại cát cát cổ như thế này. À, Lobata đây cả nhà. Đấy, cái bông này thì bây giờ cũng nhiều anh em thích lắm. Bông nó thì nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà được cái nó thơm và xin bông. Thì em sẽ bán cứ ba thân tơ á, là 150 nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin để anh em sưu tầm cái giống này, 150. Rồi, có một combo này khá thú vị này. Đó là một chậu vũ nữ bạch tiên đốm, bông trắng đốm đang có nụ và rất nhiều giả hành như thế này. Đấy, bây giờ tiếp tục đang mọc lên này. Với lại một chậu chậu ngọc điểm. Đấy, chậu ngọc điểm năm rồi ra được hai bông hoa này. Tức là bán một cái combo này 180 cho mã số 99 này nha anh chị. Mã số 99 nhá, 180. Đó là em vừa lên một loạt mã số tượng trưng thôi, chứ còn hàng trong vườn nó có nhiều. Anh em nào có nhu cầu cái dòng nào thì cứ gọi điện. Đấy, tất cả các mặt hàng sẽ còn nhé cả nhà nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem.